Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hợp đồng làm vợ tổng tài của tác giả Ngọc Thơ. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghi đình sau một lúc chống cự không thành Cô chỉ đành nằm im lặng Cả người mềm nhũn ra Mặc kệ Gia Minh đang hành hạ thân thể cô Cô vẫn chẳng thêm một lời chửi bới Cứ thế nằm chơ ra Hai tay nắm chặt áo anh chịu đựng Trên bờ mi Hai dòng lệ nóng không kìm được sự sỉ nhục Mà trải dài Gia Minh hôn ngấu nghiến Bao nhiêu hờn giận Bao nhiêu hận thù đều được Gia Minh dùng cơ thể nghi đình mà thỏa sức hành hạ. Vốn dĩ ban đầu khi về nước, anh cũng không có ý định trả thù nghi đình. Nhưng do mẹ anh nói xấu cô với anh, rồi tự dưng xuất hiện trước mặt anh, anh cho là nghi đình thật sự có dã tâm với anh. Phần nữa là ông nội anh đang nằm viện, ông muốn trước khi ông mất, muốn được nhìn thấy anh kết hôn, mà với Minh Nguyệt thì anh lại không có tình cảm ngoài cô ra thì lại chẳng còn ai để anh muốn kết hôn thế nên viện đủ lý do trả thù để lấp liếm nỗi bận tâm của anh về cô cuối cùng anh lén lút dùng chiêu trò để cô và anh nhanh chóng trở thành vợ chồng hợp pháp gia minh anh buông ra tôi sắp chịu không nổi rồi nghe được lời cầu xin của nghi đình gia minh lập tức dừng lại đôi mắt khiến người khác không chống cự nổi ấy nhìn cô lúc này cơ hồ có chút hiền lành dung túng trong đó. Anh hỏi, làm sao? Nghi đình thở hổn hển cố sắp xếp lại hô hấp. Cô nói, tôi chợt nhớ ra một chuyện muốn thương lượng với anh. Ban ngày anh đi làm có thể cho tôi vào viện chăm sóc con tôi được không? Buổi tối tôi sẽ quay lại. Cô lại muốn ra điều kiện với tôi, vẫn là lo cho đứa nghiệp chủng đó. Anh không được nói con tôi như thế. Thằng nhóc đó hiện mấy tuổi, tại sao lại ở bệnh viện? Nghe câu hỏi này của Gia Minh, thật sự nghi đình chỉ muốn òa lên khóc, rồi kể rõ cho anh nghe mọi chuyện. Thế nhưng, khi cô định kể thì một lần nữa những lời nói của mẹ anh lại tiếp tục ong ong trong đầu cô, cản trở tất thảy mọi ý định của cô và khiến cô sợ hãi mà phải thay đổi câu trả lời. Nghi Đình cắn chặt môi, cố gắng nói xạo anh. 4 tuổi Còn tôi bị tai nạn chấn thương Nên phải nằm viện theo dõi Tôi xin anh Ban ngày anh cho tôi vào với thằng bé Ban đêm tôi sẽ về lại đây Nếu như anh đồng ý Tôi sẽ nguyện ý làm theo tất cả những gì anh sai bảo Bao gồm cả việc ngủ với tôi Nghi đình bậm chặt môi Ừ Già mình nhận được tiếng ừ từ cô Lập tức chỉ cười khẩy đáp lại cô đúng là loại đàn bà dơ bẩn nhất mà tôi từng gặp. Để đạt được mục đích mà không ngại lên giường với người khác, cô đúng thật khiến tôi gây tổng rồi đấy. Không phải đó là anh muốn sao? Tôi đồng ý theo anh rồi, anh còn chửi cái gì nữa? Tôi vốn chỉ muốn thử làm cô thôi. Cũng không ngờ cô lại thật quá dễ dãi. Mà thứ đàn bà dễ dãi như cô chẳng đáng giá một xu. Ban đầu nghe anh chửi anh sỉ nhục cô bằng những từ ngữ khó nghe thật sự nghi đình cảm thấy rất đau lòng thế nhưng khi đã nghe quá nhiều thành ra cũng giảm bớt được độ sát thương dù sao cũng được miễn là lấy được tiền lo cho bin với nghi đình cô chịu đựng được hết khẽ cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc nghi đình thản nhiên vòng tay lên cổ xa minh cô nở ra một nụ cười khiêu khích nói một xu không đáng nhưng hai tỷ thì tôi lại thấy tôi rất có giá trị ấy chứ cho nên để có tiền lo được cho con trai tôi thì nếu lữ tổng muốn tôi chắc chắn cũng sẽ không ngại mà sống cùng một nhà với anh già mình đưa mắt nhìn chằm chằm vào hành động tùy tiện của nghi đình một lúc đuôi lông mày rộng quét lên mang ý cười đều anh không ngờ nghi đình ngây thơ của anh ngày xưa bây giờ lại vì tiền mà sống buông thả câu dẫn người khác đến mức không nghĩ đến liêm sỉ như thế này. Mẹ anh nói đúng, lại người nghèo như nghi đình, chỉ có tiền mới thỏa mãn được cô ấy. Trong phút chốc, nghĩ đến những gì đã qua, bàn tay đầy gân quốc của anh đang đặt trên đùi nghi đình, liền bóp chặt lại đến đỏ ửng cả xa tay. Lòng hận thù cô chất chồng như núi, nên anh cứ thế mà chút giận cô bằng những lời nói đầy tính sỉ nhục chỉ 2 tỷ à, không, 4 tỷ mới đúng. Đã đủ thỏa mãn cô rồi à?" Nghe anh trả lời, tim cô lại một lần nữa nhói lên, hàm ý anh rất rõ là đang khinh thường cô. Anh nghĩ cô chỉ là một hạng người chuyên sống vì tiền, nhưng anh nói đúng, ra cảnh hiện tại của cô nếu không có tiền, làm sao cô vượt qua được. Anh nghĩ sao cũng được. Nghĩ sao cũng được. Câu nói này đúng thật là đang thách thức giới hạn của Gia Minh. Cô đang muốn nói là anh đang nghĩ sai cho cô à? Gia mình không nhịn được, lập tức đẩy mạnh nghi đình xuống giường. Anh nằm đè lên cô. Một tay bóp lấy cổ cô, rồi gần lên từng câu tai nghiến. Tôi là đang muốn nghĩ cô là hạng gái rẻ tiền đó. Và những gì tôi nghĩ đều luôn đúng, chưa bao giờ sai. Nghi đình nghẹn ngào vẫn ước Muốn giải thích nhưng rồi cô lại chọn cách im lặng, mặc kệ và không nói gì. Nếu nói với anh rằng cô không phải loại người như thế thì sẽ trở nên dối trá. Và chắc chắn gia mình sẽ không tin vì hiện tại cô xuất hiện ở nhà anh bây giờ không phải vẫn là mối quan hệ tiền bạc hay sao. Nghi đình im lặng, cô càng im lặng lại chọc cho gia mình điên lên. Càng điên anh lại càng khao khát có được cô hơn nói đúng hơn là anh muốn cô thói chiếm hữu của anh cực kỳ cao nhất là đối với người con gái anh đã yêu hoặc là anh từ bỏ còn anh chưa từ bỏ thì chắc chắn anh sẽ không để ai có được anh khom xuống hôn cô ngấu nghiến lồng ngực anh ép chặt ngực cô hai trái tim đập tiên cuồng bùng nổ cảm xúc hiện tại gia mình cũng không hiểu rõ được bản thân anh đang muốn gì ở cô chỉ là sau đó anh lại dùng tất cả những hận thù trong anh. Khi bị cô bỏ rơi mà nhẫn tâm đem cô ra chút giận. Anh hôn cô ngấu nghiến, cắn mạnh vào môi cô đến mức hai cánh môi của nghi đỉnh sưng lên đến bật cả máu. Mùi tanh tưởi cùng vị mặn của máu sộc lên làm cho cả gian phòng bùng lên mùi tanh tưởi. Ngay cả khi chịu không nổi sự hành hạ này Nghi Đình bật khóc vì đau đớn cũng không làm anh động lòng mà dừng lại. Cuối cùng khi đã đủ thỏa mãn, Gia Minh mới buông nghi Đình ra. Anh đứng lên chỉnh sửa lại chiếc khăn lông trên người anh. Nghi đình cũng gượng ngồi dậy, cô đưa tay lên lau đi vết máu trên miệng mình, đôi mắt sưng húp, đỏ hoe nhìn Gia Minh. Vẫn biết rõ là do anh hiểu lầm cô, vì yêu cô nhiều nên anh mới sinh ra hận. Thế nhưng dù biết lý do mình đáng phải bị anh đối xử lạnh nhạt như vậy, nhưng cô vẫn không tin được hành động vừa rồi của anh đối với mình một chút cảm xúc dành cho cô cũng không còn thay vào đó là tuyệt tình là lạnh nhạt cũng may vừa đúng lúc gia minh dừng lại thì điện thoại của nghi đình vang lên là số của ba cô gọi đến con nghe ba con đang ở đâu vậy đình bất giác nghi đình ngó sang gia minh thấy anh không hề quan tâm đến cuộc nói chuyện của mình nên cô cũng thoải mái trả lời lại ba. Con đang đi làm thêm. Ba, tối nay Bin có tiến triển gì thêm không ba? Bin vẫn vậy. Nghi đề này, sáng mai con nghỉ làm sang viện với Bin để chuyển thuốc cho nó. Sáng mai ba có cuộc hẹn quan trọng với đối tác về xưởng may của nhà mình. Con dáng xin chủ nghỉ nha con. Một buổi cũng được. Xong việc ba về rồi ba thay cho. Nếu may mắn xưởng may của nhà mình sống lại Lúc đó con sẽ không cần vất vả nữa đâu con. Nghe bà nói đến đây, Nghi Đình không khỏi vui mừng. Vì đây là tâm huyết cả đời của mẹ cô để lại. Nếu vực dậy được xưởng may, gia đình cô sẽ không còn khổ nữa. Nhưng mà chỉ có điều Nghi Đình ngạc nhiên là đối tác nào lại dám hợp tác với gia đình cô khi mà gia đình cô vốn dĩ đã bị lữ già phòng sát hoàn toàn. Dạ, con sẽ cố gắng xin nghỉ. Ngày mai bà nhất định phải cố lên nha. Ừ, con gái, chúng ta cố lên. Ngắt máy, Nghi Đình nhìn sang Gia Minh. Cô rụt rè định lên tiếng xin Gia Minh cho cô ngày mai về nhà. Nhưng cô chưa kịp mở lời thì Gia Minh đã ném cho cô một câu nói. Cô dám rời khỏi đây một bước. Tôi dám chắc nhà cô sẽ biến mất khỏi thành phố này trong ngày mai. Anh, Tôi chỉ muốn xin anh nghỉ nửa ngày vào viện chăm con tôi thay cho ba tôi thôi. Vốn dĩ tôi đã thuê y tá riêng chăm ở viện, nhưng hàng ngày vô thuốc cho con, tôi cần có người mà. Mà ngày mai ba tôi lại bận, anh có cần phải ích kỷ như vậy không? Chồng cô chết rồi hay sao, không chăm con cô được. Anh ấy, anh ấy bận rồi. Cô cũng đang bận đấy. Tôi thì bận gì chứ? Ban ngày anh cũng có nhà đâu. Tôi không có nhà. Nhưng cô bận ở bên tôi, được chưa? Anh không nói nhiều. Ngày mai đi công việc với tôi. Nói dứt lời, đồng thời Gia Minh đi thẳng ra ban công. Anh cầm điện thoại gọi cho trợ lý của mình một cuộc. Ngày hôm sau, Gia Minh ra khỏi nhà thật sớm, ngang ngược đến mức mới 6 giờ sáng là anh đã gọi giật ngược cô dậy để lên xe đi với anh. Mặc dù không biết Gia Minh đi đâu, nhưng nghi đình không dám hỏi chỉ nghe lời đi theo vì cô sợ với cái tính của Gia Minh. Nếu cô không nghe lời anh lại điên lên mà gây khó dễ cho gia đình cô. Tranh thủ lúc trong xe Nghi Đình gọi cho ba mình một cuộc, nói mình không nghỉ việc được. Cô nhờ ba xong việc tranh thủ ghé bệnh viện với pin giúp cô. Nhưng bất ngờ Nghi Đình, ngày ba cô báo lại bên bệnh viện có gọi nói cho ông biết. Từ nay về sau khi chuyển thuốc cho pin, sẽ có bác sĩ riêng phụ trách nên người nhà không cần canh giờ chạy sang như trước nữa. Nghe bà báo lại như vậy, Nghi Đình cũng yên tâm phần nào. Nhưng sau đó khi nghĩ lại, nhận ra có chút trùng hợp, cô liền lập tức nhìn sang Gia Minh. Định hỏi có phải là do anh sắp xếp hay không? Nhưng vừa hay đúng lúc anh có điện thoại nên cô đành giữ im lặng và không hỏi nữa. Xe dừng lại, trước mắt Nghi Đình là công ty lợi ích mà lần trước cô đã gặp Sa Minh ở đây. Giờ đây khi nhìn kỹ, thật kỹ, L M đọc rõ từng chữ nổi phía trên. Công ty truyền thông L M. Nghi Đình không khỏi bất ngờ, rồi nghĩ ngay đến chữ L M là Lữ Minh viết Tát, là công ty con của L X, nhưng chuyên về mảng truyền thông. Nhắc mới nhớ lần trước Đăng Quang có nhắc với Nghi Đình về công ty này. Hóa ra người đứng sau công ty truyền thông ở thành phố này lại là Gia Minh. Thật là trùng hợp, nếu như ông chủ là Gia Minh thì cơ hội cô thực hiện ước mơ của mình lại chỉ còn 0%. Hơi tiếc nuối, nhưng đúng là Gia Minh thành lập công ty này cô cũng thấy thật bất ngờ. Vì vốn dĩ cô biết ước mơ của anh ngày trước không phải là làm về truyền thông, mà ngày đó anh nói với cô sau này anh muốn mình là một phi công được lái máy bay bay đi khắp bầu trời trên thế giới nhìn thấy nghi đình thẫn thờ nhìn vào công ty với ánh mắt chứa được nhiều sự tiếc nuối gia minh vốn dĩ biết rõ truyền thông đó là ngành yêu thích của cô là ước mơ của cô từ nhỏ anh thành lập công ty này cũng là vì cô nhưng đến sau này anh mới hiểu ra một điều dù cô có ước mơ gì đi nữa thì hiện tại bản thân cô không xứng đáng được vào nghề đi thôi đi đâu cô bị đuôi hay sao mà còn hỏi đã tới đây thì chắc chắn là đi vào trong công ty với tôi anh quát lớn có lẽ là vô tình nhưng lại khiến cho nghi đình sững người lại một lúc lời nói ấy đối với cô giống như một con dao đâm vào vết thương đang lành của cô khiến cho nó đổ máu và toác ra dài thêm nữa cô đúng là sắp bị đuôi rồi nên mới ngớ ngẩn hỏi anh một câu vô vị như thế. Bị anh chửi cũng rất đáng đời cho cô. Gia Minh nắm tay kéo Nghi Đình đi thẳng vào công ty. Cũng may lúc này còn sớm nên chưa có ai vào. Chỉ có bảo vệ là mở to mắt đầy ngạc nhiên khi thấy lữ tổng của họ hôm nay lại bất ngờ thân mật với một nữ nhân. Gia Minh kéo Nghi Đình đi thẳng lên lầu ba. Vào phòng sau đó đóng cửa lại. Lúc này khi chỉ còn có hai người, cô mới giật mạnh tay mình ra khỏi tay Gia Minh. Nhìn anh, cô lê tiếng. Anh kéo tôi đến đây để làm gì? Anh có biết... Nghi Đình định nói là Gia Minh có biết. Nếu như mẹ anh biết được cô với anh cùng ở một chỗ, cô lại còn dám đến công ty của Lữ Gia thế này. Chắc chắn bà sẽ lột ra cô mất. Thế nhưng Nghi Đình không thể nói ra được những lời tiếp theo. Biết gì nữa, anh có biết là mới sáng tôi còn đang buồn ngủ hay không cô muốn ngủ ừ tôi buồn ngủ nên nếu không có việc gì quan trọng thì anh đưa tôi về nhà đi không cần về nhà ở đây cô có thể ngủ ở đây thì làm sao mà tôi ngủ chưa nói tới nếu nhân viên của anh đi vào họ thấy tôi ở đây với anh thì anh giải thích thế nào đây trong khi anh còn đang có vợ sắp cưới nữa đó vợ sắp cưới là ai trong khi cô hiện tại mới chính là vợ tôi anh Nghi Đình chợt nhớ cô đã bị Gia Minh kéo đi đăng ký kết hôn rồi. Trong chuyện này đúng là cô chưa hiểu nổi Gia Minh là đang thật sự muốn gì. Cái đó không tính, dù sao thì người ta không biết tôi là vợ anh, còn anh thì đang là chồng sắp cưới của Trịnh Minh Nguyệt. Tôi hiện tại không muốn gặp rắc rối. Vậy được, tôi sẽ cho người đưa cô về nhà, nếu có gặp mẹ tôi thì cô chắc sẽ không gặp rắc rối đâu ha. Hả? Nghi Đình cứng họng. Nhắc đến mẹ Gia Huy Tự dừng mặt cô trắng bệch Cô sợ nên bất giác cả người Cũng liên tục dùng mình theo Cuối cùng là không nói được gì nữa Mặc cho bên cạnh Gia Minh Đang nhìn cô Đáy mắt cơ hồ dấy lên Nhiều sự nghi hoặc Vốn dĩ Gia Minh nhắc đến mẹ anh Chỉ muốn cô ngại rồi Ở lại đây với anh cho đến khi Ba cô xuất viện Nhưng khi nhận ra cô đang run sợ Với mẹ anh hơn là ngại thì anh lại có nghi ngờ mẹ anh và cô dường như là có chuyện gì đó mà anh chưa được biết. Trong phòng bên có tiếng người khiến cho Gia Minh và Nghi Đình đồng thời im lặng. Gia Minh ngồi tựa lưng vào ghế, hai chân bắt chéo, bàn tay cầm cây viết xoay đi xoay lại mấy vòng, nét mặt trông anh bình thản vô cùng. Dường như phòng này được nối cùng với phòng bên cạnh, nên khi Nghi Đình vừa đi tới sofa ngồi xuống rót một cốc nước đưa lên miệng uống cho bớt run Thì vô tình cô nghe được một đoạn nói chuyện của người đàn ông nào đó Không hổ xanh là nhà họ lữ Ngày trước không nói không rằng ra lệnh phong sát trả ra Khiến cho năm năm trời trả ra hoàn toàn rơi vào bế tắc Thế mà trong một khoảnh khắc khi sửa may của trả ra Dường như không còn cứu vãn được nữa thì lại muốn nó hồi sinh Năm năm trước là Lữ Lão Gia cai quản lợi ích, bây giờ đã hoàn toàn giao lại cho Lữ Gia Minh, nên có thể anh ta thấy được tiềm năng của trà gia nên muốn khôi phục lại. Nhưng rõ ràng vực dậy trà Gia bây giờ cũng như đem cát đi lấp biển. Còn nữa, rõ ràng Lữ Gia Minh đang muốn đầu tư vào công ty truyền thông ở thành phố này. Tự dưng lại tuyên bố cuộc họp hôm nay. Đúng là thật khó hiểu. Thôi kệ, để xem diễn biến thế nào đã nếu không có lợi tôi tin lữ tổng sẽ không làm đâu tiếng họ bàn tán liên tục khi cuộc họp chưa bắt đầu đều được nghi đình nghe rõ càng nghe rõ cô càng không thể không bất ngờ vô thức nghi đình quay sang nhìn gia minh nhớ lại lời lúc tối ba cô vừa nói cô buột miệng lên tiếng người đang muốn giúp ba tôi là anh gia minh không biểu hiện ra biểu cảm gì chỉ nhướng mắt nhìn nghi đình trả lời Gia đình cô là gì mà tôi phải giúp Nhưng mấy người kia vừa vừa nói là Là anh giúp ba tôi Nhìn nghi đình kích động Gia mình chỉ nhếch môi cười lạnh Rồi phũ phàng đáp lại sự mong chờ của cô Với tôi tất cả chỉ là giao dịch làm ăn Nếu không có lợi cho tôi Tôi sẽ không phải vì ai mà hợp tác Nghi đình không phải là một con ngốc cô đủ để hiểu vực dậy trà ra chẳng có một chút lợi lộc nào cho Lữ Gia cả. Hiện tại Gia Minh là đang nói dối để chọc giận cô thôi. Dù Lữ Tổng hiện tại là đang giúp gia đình tôi hoặc đang vì lợi nhuận của Lữ Gia mà hợp tác thì tôi cũng không quan tâm. Hiện tại tôi muốn qua bên phòng với ba tôi có được không hả Lữ Tổng? Gia Minh hướng đôi mắt thâm sâu của anh nhìn thẳng nghi đình cô gái này tại sao lại cứ chứng tỏ mạnh mẽ với anh làm gì cơ chứ? Trong khi vốn dĩ cô là đang dùng thân xác của mình để đổi lấy tiền lo cho gia đình. Tại sao cô không hèn mọn nét mình vào lòng anh cầu xin anh, đổi lấy một đêm, rồi cầm tiền ra về có phải nhanh hơn hay không? Theo như trợ lý của anh đưa thông tin, thì 5 năm qua, trà ra suy sụp Nói đúng hơn là trà gia bị lữ ra phong sát hoàn toàn trên thị trường, nên mọi công ăn việc làm coi như đóng băng. Nghi Đình và ông trà Duy Khanh vốn dĩ có thể đem bán sưởng may, lấy một số tiền lớn để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Thế nhưng Nghi Đình lại không làm thế. Cô giữ lại sưởng may bằng mọi cách, dù cho năm năm qua không một hoạt động. Tiền thuế, tiền điện, tiền bảo trì máy móc hàng năm đều không phải là con số nhỏ thế nhưng nghi đình thà cố gắng kiếm tiền để nuôi dưỡng cái xác xưởng may vô dụng đó chứ nhất định không buông ra cũng theo thông tin tiếp theo anh nắm được thì đường đăng quang là con một công ty may mặc lớn nhất miền nam cũng là người mà nghi đình nói với anh hắn là chồng cô bốn dĩ hắn ta có thể nhờ ba mẹ hắn giúp đỡ hoặc đứng ra mua lại sau đó tiếp tục hoạt động dưới quyền hành của Đường gia thì trà ra vẫn còn có đường hy vọng. Thế nhưng điều khiến Gia Minh khó hiểu là hắn ta là chồng cô nhưng lại không giúp cô, lại phải để cho cô tự vượt qua khó khăn. Nghĩ đến đây, bàn tay Gia Minh lập tức bóp chặt đầy giận dữ. Mặc dù hận nghi đỉnh thấu tận xương tủy, nhưng nếu như ngoài anh ra nếu ai dám ước hiếp nghi đình, thì Gia Minh Anh bảo đảm kẻ đó sẽ không thể sống tốt được nữa với việc cuộc họp ở LM hôm nay. Gia Minh cũng muốn xem khi đã chút bỏ lệnh phong sát trả ra thì đường ra có vì mối thâm sao hàng năm trời và tình cảm xui xa mà giúp trả ra vực dậy hay không. Và còn mục đích cuối Gia Minh là đang muốn xem thử đường ra có thực sự xem nghi đình là con dâu của họ. Được, cô cứ việc qua đó. Cảm ơn anh. Nghi đình đi tới cánh cửa phụ thông qua phòng họp rời đi. Cùng lúc gia Minh có điện thoại. Mẹ. Tiếng đầu dây bên kia đầy khó chịu vang lên. Gia Minh, con điên rồi à? Chả ra đã chết hơn 5 năm rồi. Bây giờ con muốn dùng danh tiếng của lữ gia để vực lại nó. Con có hiểu chẳng những chúng ta sẽ không có lợi mà còn bị tổn thất. Con hiểu không hả? Gia Minh với thái độ không mấy dễ chịu của mẹ mình. Anh chẳng chút lo sợ, ngược lại còn bình thản đáp trả. Năm năm trước là do ai mà trả ra mới bị phòng sát, chắc mẹ hiểu rõ hơn con. Mẹ, chuyện qua rồi, con đừng nhắc lại nữa. Hiện tại mẹ chỉ muốn khuyên con là dừng ngay cái suy nghĩ vực lại trả ra. Tại sao? Vì chúng ta không có lợi gì trong chuyện đó. Với lại con không nhớ rằng ngày đó con nhỏ nghi đình đã bỏ rơi con, chạy theo một người đàn ông khác à? Gia mình làm cho trả ra phá sản Là mẹ đang giúp con trả thù đó Hiện tại lữ già là do con làm chủ Việc gì nên làm con tự có cần nhắc Chào mẹ Nói xong Gia mình tắt luôn điện thoại Anh ngồi tựa lưng vào ghế Đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ những chuyện đã qua Anh cũng không hiểu tại sao anh lại làm điều điên rồ này nữa Là do anh muốn giúp đỡ nghi đình Không muốn cô phải bon chen bên ngoài cực khổ hay là do anh đang muốn trả thù cô để cha con cô có chút hy vọng sau đó khi tận tay nghe những lời từ chối hợp tác cha con cô sẽ lại rơi vào trạng thái đầy bất lực và thất vọng một lần nữa khi ngọn lửa vừa mới nhen nhóm chưa kịp bùng cháy liền bị dập đi không thường tiếc nghĩ đến đây thôi sa minh lại thở dài anh nhắm mắt lại Thả hồn thư giãn theo tiếng đồng hồ được treo trên tường, đang lạch cạch gõ từng giây trôi qua nghi đình đẩy cửa bước vào trước mắt cô là phòng họp lớn của công ty giải trí lm ba cô mặc áo vest đen đã cũ sờn im lặng ngồi đơn độc bên phải bàn họp còn bên trái có bốn năm người đàn ông họ đều là những ông lớn trong ngành may mặc tây trang của họ chỉnh tề trên gương mặt hiển nhiên đều tỏ ra cao ngạo thể hiện sự thành công vốn sĩ nghi đình thấy rất bình thường và còn có hy vọng hôm nay ở lờ mờ này họ sẽ nể tình lữ già đã gỡ bỏ phong sát mà đồng ý hợp tác với trà già một lần nữa để trà già có cơ hội vực dậy thế nhưng khi nghi đình chuẩn bị bước lại chỗ ba để ngồi thì cánh cửa phòng họp một lần nữa được mở ra người đi vào khiến cho ông trà và nghi đình không thể không bất ngờ mà đứng bật dậy vì sốc Tú Anh. Cô ta chiếm trệ tự tin đi vào sau đó đặt mông ngồi xuống cạnh chiếc ghế chủ tịch. Cô ta là đang muốn khẳng định cô ta ở công ty này có quyền có thế. Chỉ sau chủ tịch công ty thì phải. Ông trà trông thấy Tú Anh thì lập tức không nhịn được liền lớn giọng chất vấn. Tú Anh Mấy năm qua mẹ con mày trốn đi đâu hả? Tại sao khi gia đình rơi vào khó khăn mẹ con mày lại nhẫn tâm vứt bỏ lại còn áp luôn những món đồ giá trị trong nhà ra đi mày với mẹ mày có còn là con người nữa hay không tú anh thấy ông trà và nghi đình cô ta không những không chào hỏi còn tỏ ra thái độ khinh khỉnh đáp lại ông trà đây là công ty chúng ta đang bàn công việc và tôi là người phụ trách của lữ tổng đến đây để thúc đẩy việc hợp tác của mọi người với trà xa ông cũng biết trà ra bây giờ hoàn toàn chẳng có chút sức sống nào để vực dậy. Đầu tư vào trà ra cũng như đem tiền đi vứt. Mà cái thái độ vừa rồi của ông lại khiến cho tôi cảm thấy phải thật sự cân nhắc để giúp ông đấy, ông trà. Nghi Đình nhìn Tú Anh, nhìn gương mặt đắc thắng của cô ta, chỉ khiến Nghi Đình muốn sông tới bóc cổ cho cô chết mới làm Nghi Đình hạ dạ. Rõ ràng những lời vừa rồi của Tú Anh là đang muốn ám chỉ bảo mọi người đừng nên hợp tác với trả ra hay sao. Cô ta đúng là thâm độc mà. Vào năm qua lúc trả gia đang đứng trên đỉnh Bình Quang. Mẹ con cô ta về nhà cô được chung sống sung sướng trên công sức mồ hôi nước mắt mà mẹ cô để lại. trà ra cũng chưa từng bạc đãi họ. Thậm chí thiên kim tiểu thư như cô đây còn nhiều hơn lần bị mẹ con tu anh hành hạ nhiếc mắng cho lên bờ xuống ruộng thế mà ngay lúc trà ra sụp đổ mẹ con họ không những không đồng hành mà còn nhanh chân rời đi không một lời từ biệt đáng lẽ ra những kẻ sống ác sống không biết điều thì phải nhận lấy hậu quả mới đúng chứ tại sao cô ta bây giờ lại sống tốt như thế này lại còn được vào lờ mờ làm việc còn cô và ba cô là những kẻ bị hại. Dù trôi qua bao năm vẫn cứ phải chật vật mưu sinh thế này. Ông trời thật sự là không công bằng chút nào mà. Nhắc mới nhớ, chuyện của năm đó khiến cho nghi đình nhớ lại phải giữ người mất mấy giây. Không phải tự dưng tình cảm của cô và Gia Minh bị mẹ anh phát hiện và mẹ con Tú Anh rời đi cũng thật trùng hợp. Chẳng lẽ nào Tú Anh năm đó là do cô bán đứng tôi với mẹ gia mình đúng không? Nghe câu hỏi của cô, gương mặt Tú Anh bỗng chốc trắng bệch, đôi mắt cô ta lảo đảo xung quanh, liên tục như đang không muốn ai đó xuất hiện ngay lúc này thì phải. Nghi đỉnh, cô đang nói khủng nói điên gì vậy hả? Tao đang hỏi, có phải là năm đó? Nghi đình chưa nói hết câu thì đã bị Tú Anh xen ngang. Cha tiểu thư, tôi không phủ nhận mối quan hệ gia đình trước đây giữa tôi với cô nhưng là do ba con cô không xem mẹ con tôi ra gì luôn chèn ép tôi vừa nói tú anh vừa giả vờ trưng ra bộ mặt đáng thương rồi nhìn quanh những vị khách đang có mặt nơi đây ấm ức nói các vị không biết đâu ông trà khanh đây từng có mối quan hệ tình cảm với mẹ tôi nhưng khi đưa mẹ tôi về nhà ông ấy khi thấy mẹ tôi đem tôi theo thì ba con ông ấy đã tỏ ra thái độ không yêu thích tôi. Cô trà đây còn chửi tôi là đứa con hoang, lúc nào cũng sỉ nhục rồi hạ hiếp tôi. Dẫn chứng là từ đầu đến cuối trên giới thương trường này, ai cũng biết trà nghi định là tiểu thư nhà họ trà. Chứ tú anh tôi chưa một lần được họ vinh danh cho. Mọi người thấy tôi nói có đúng không? Cô ta đúng là ngậm máu phun người mà. Gia đình Nghi Đình chưa bao giờ đối xử với họ Tệ bạc cả. Và không phải là gia đình cô không công nhận Tú Anh là người nhà, mà vốn dĩ lúc ấy Tú Anh vẫn còn nhỏ. Ba cô muốn Tú Anh phải học hành cho tốt, sau khi học xong, ba sẽ cho Tú Anh vào xưởng may làm và sẽ để mọi người biết về Tú Anh khi cô ấy thành công. Còn Nghi Đình cô thì mọi người biết về cô nhiều là do lúc nhỏ mẹ cô hay đưa cô qua xưởng may với đưa cô theo trong những buổi tiệc với đối tác cho nên mọi người mới biết nhiều về cô hơn thôi. Thế mà không ngờ chỉ vì mấy giọt nước mắt giả tạo của Tú Anh lúc này tất cả mọi người lại gật đầu đồng tình. Đúng rồi, tôi cũng chỉ nghe mỗi trà nghi đình là con gái của trà gia. Tôi cũng thế, hóa ra trà gia ngày trước lại ức hiếp một cô gái xinh đẹp như Tú Anh đây à? Được đà Tú Anh lại khóc lớn như thể bao thê lương của nhân gian đều đổ ập vào người cô ta. Lúc mà trà ra làm ăn được, cha con họ đuổi mẹ con tôi ra ngoài. Vì ông trà có mối quan hệ ngoài luồng với người khác. Cũng may lúc mẹ con tôi rơi vào đường cùng thì tôi được lữ phu nhân của lữ già giúp đỡ. Tôi được như hôm nay cũng là nhờ vào lữ già đã chiếu cố cho tôi. Tú Anh càng khóc thì lại nhận được nhiều sự thương cảm. Mấy người ở đây lập tức đưa ánh mắt căm phẫn chĩa về hai bà con nghi đình. Một vị trong số họ không giấu được sự tức giận. Ông ấy đập bàn hằn học nhìn về phía ba nghi đình, rồi lớn tiếng nói: "Cứ tưởng trả ra thế nào, hóa ra đạo đức lại suy đổi như thế. Phá sản là đúng. Tôi không đồng ý hợp tác. Tôi cũng thế. Tôi cũng thế." tất cả họ đồng thành không hợp tác với trà gia khiến cho ông trà hoàn toàn suy sụp ông ngồi thụp xuống ghế không nói được lời nào năm năm trôi quà đến cả ăn ngủ ông đều mong mỏi đến ngày trà gia được hồi sinh đi vào hoạt động thế mà không ngờ vừa mới có được tia hy vọng đã bị lụi tắt đi chỉ còn đống cho tàn nghi định thương bà càng thương bà cô càng căm phẫn tú anh còn khốn nạn này Cô thể sẽ có một ngày Cô trả thù lại nó Cho nó bị đời vui dập không còn manh giáp Cô mới hạ dạ Còn lúc này không phải để nghi đình rằng co với Tú Anh Mà việc tìm người dám hợp tác Và vực dậy trả ra Mới là việc quan trọng nhất Thế nên mặc dù tất cả bây giờ Không còn chút thiện ý nào với gia đình cô Thì cô vẫn ôm hy vọng Sẽ thuyết phục họ Dù một chút mỏng manh hít một hơi chấn an lại tinh thần, gạt qua bực dọc mà Tú Anh mang lại. Nghi Đình đứng lên chậm rãi đưa ra ý kiến của mình với mong muốn thuyết phục được họ. Thưa các vị, hôm nay các vị đã dành thời gian đến đây để bàn chuyện hợp tác với trả gia. Thì tôi nghĩ mọi người cũng thấy được việc hợp tác với trả gia chắc chắn lâu dài sẽ có lợi ích cho mọi người đúng không? Tôi không nói hiện tại, vì hiện tại trà gia đang là con số 0 để bắt đầu nhưng nếu như mọi người dám đầu tư vào trà gia thì tôi dám cam kết sau một năm trà gia sẽ mang về lợi nhuận tuyệt đối cho bên hợp tác nhất là về phần những sản phẩm gia công xuất khẩu đi các nước từ trước đến giờ chắc mọi người cũng hiểu trà gia là bên phân xưởng hoạt động xem như là luôn được chất lượng cũng như độ tin cậy tuyệt đối với đối tác ngoài nước dù cho phân xưởng của trà ra ngày trước chỉ hoạt động với số công nhân ít ỏi nhưng tiếng vang của bên trà ra chắc chắn không thua kém bên cạnh tranh nào trong nước tôi nói đến đây mong mọi người sẽ có cái nhìn khách quan và cho trả ra chúng tôi được một cơ hội hồi phục vực dậy và tiếp tục trở lại thương trường nghi đỉnh nói xong tất cả mọi người đều im lặng họ đều có chung suy nghĩ đúng là trả ra ngày trước luôn làm tốt các đơn hàng nhất là bên thị trường quốc tế họ rất thích hợp tác với trà da nên nếu như trà da sống lại thì lợi ích trà da mang lại cho họ chắc chắn không nhỏ thế nhưng bây giờ không ai đứng ra rót tiền vào để xây dựng lại phân xưởng của họ mà để chi một số tiền ra hồi phục lại xưởng may chờ đợi một thời gian dài sau đó lại tìm nguồn hàng ký kết và hợp tác thì con số tiền họ chi ra cho trả ra là rất lớn nên họ thật sự rất quan ngại điều này tú anh như những người ở đây vì mấy lời của nghi đình mà suy nghĩ lại cô ta sợ họ lung lay nên liền vội lên tiếng mọi người đừng nghe cô ta nói nhăng nói cuội từ xưa giờ cô ta không nhúng tay vào công việc của bên phân xưởng thì làm sao mà hiểu được Tuy là lữ tổng chúng tôi gỡ bỏ phòng sát cho trả ra, thì phía lữ gia chúng tôi cũng hoàn toàn không nói đến sẽ đầu tư cho trả ra. Nên mọi người hãy cân nhắc về việc hợp tác. Lời nói của Tú Anh một lần nữa dập tắt mọi cố gắng của Nghi Đình. Một vị trong số đó đứng lên rồi đi lại phía Nghi Đình với ánh mắt để cợt nhà. Em gái, em xinh lắm. Lời em nói cũng chí lý nhưng để cho bọn anh gật đầu đồng ý hợp tác Thì em cũng nên có chút thành ý đúng không? Hắn ta nói xong, tất thảy đều cười lớn, tán thành. Ông trà nhìn xa họ có ý đồ xấu với Nghi Đình, nên ông lập tức kéo tay Nghi Đình rồi lên tiếng. Mọi người đã không muốn hợp tác thì chúng tôi đi về. Xin lỗi, đã làm phiền. Ông trà, ông hơi mất bình tĩnh rồi đấy. Chỉ cần con gái ông biết điều đầu tôi sẽ suy nghĩ lại đấy Nghi đình ngay vậy lập tức ngăn ba mình lại rồi nhìn hắn ta câu nói thế ông muốn tôi biết điều như thế nào ngủ với anh một đêm tôi lại trà ra sẽ được trần ra tôi đầu tư 100% hắn nói xong liền cười ha hả chỉ là không ngờ sau đó nụ cười của hắn bị dập tắt không thường tiếc khi trái nước trên bàn được nghi đình hắt luôn vào mặt hắn trước sự thẳng thốt của mọi người trong phòng cô còn chó mày dám tại sao lại không dám khi ông đang không xem trọng tôi xem trọng mày à mày là cái quái gì để tao phải xem trọng hả tao nói cho mày biết dù hôm nay mày có là vợ của ông trở đi chăng nữa thì ông đây thề cũng sẽ ngủ với mày cho bằng được hắn ta nói xong lập tức định lao vào nghi đình đôi mắt đục ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống cô nhưng hắn chỉ mới lao đến gần nghi đình định đưa tay ra ôm lấy cô thì bên ngoài cửa phòng một lần nữa mở ra tất thảy đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa mọi hoạt động đều như ngưng tọng vì người xuất hiện lúc này là lữ gia minh tú anh mặt mày tái đi cô cứ nghĩ gia minh sẽ không đến nên nhân dịp này muốn lợi dụng lời nói dối xấu của mình làm cho mọi người tự nguyện không đồng ý hợp tác với trả già. Chỉ là cô không ngờ khi cô chuẩn bị đắc ý, thì gia mình lại đột nhiên xuất hiện. Lữ Tổng sao anh lại tới đây? Gia mình đi tới, lạnh lùng nhìn tú anh rồi ném cho cô ta một câu. Nhà của tôi cô lại muốn cấm tôi đến. Dạ dạ ý em không phải như vậy ạ. Gia mình lướt qua tú anh, mặc kệ cô ta đang muốn nói gì tiếp theo anh cũng không muốn nghe gia mình đi tới đứng cạnh nghi đình trong sự bất ngờ tột độ của mọi người ở đây anh ngàng nhìn đưa tay ôm lấy eo cô kéo cô ép sát lại người anh sau đó nhìn về phía tên trần bình là giám đốc công ty xuất khẩu may mặc ở thành phố a này Giọng điệu gia minh thật sự rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt hình viên đạn dành cho trần bình anh nói cô ấy là vợ tôi Đồng từ tư nghi đỉnh vì câu nói này của Gia Minh mà chấn động. Cô ngước lên nhìn anh không chớp mắt. Vô thức trái tim trong lồng ngực cũng đập mạnh liên hồi vì dòng chảy ngọt ngào anh tạo ra. Ai cũng nghe nói, cũng nghe rất rõ và còn trưng ra bộ mặt đầy hoảng hốt nhất là với Tú Anh. Cô ta như thể không tin được lời nói vừa rồi Gia Minh thốt ra. Sao có thể cơ chứ? Một vòng luận quẩn cuối cùng lại đem Nghi Đình về bên Gia Minh là sao? Cả người Tú Anh run như cẩy sấy, Gia Minh đến cơ hồ lại có sóng gió, nhưng sâu thẳm trong lòng là thái độ ganh ghét Nghi Đình ra mặt. Chỉ có mỗi Trần Bình, dường như là không nghe rõ lời Gia Minh nói. Lỗ tai hắn bị tiếc rồi hay sao? Mà hắn lại đang nghĩ Gia Minh xuất hiện sẽ đứng về phía hắn. Vì hợp tác giữa hai bên đang rất tốt đẹp, nên càng được đà nói tiếp lữ tổng cô gái này là đang muốn quyến rũ tôi để tôi đồng ý hợp tác với gia đình cô ta nhưng tôi nhận thấy trả ra không còn tiềm lực để vực dậy nên đã dứt khoát từ chối thế mà cô ta lại dám hất nước vào người tôi lữ tổng anh xem người tôi đây ướt sũng cả rồi nếu tôi để im chuyện này thì trần bình tôi làm sao còn mặt mũi đứng trên thương trường nữa chứ hàng lông mảy rộng mười phần khí phách của gia Minh nhắc lên nhìn hắn. Mặc kệ cho hắn nãy giờ nói nhiều bao nhiêu, anh chỉ trinh ra bộ mặt lạnh, hỏi lại hắn một câu rất ngắn gọn. Trần Tổng, anh lặp lại câu nói của mình lúc nãy tôi nghe. Trần Bình khó hiểu không biết ý Gia Minh là thế nào, nên cứ đứng đực ra một lúc, sau đó như chợt nhớ ra hắn liền vui vẻ nhắc lại. Ý tôi nói Hôm nay cho dù cô ta coi là vợ ông trời đi chăng nữa Tôi cũng phải xử lý cô ta cho hả giận Lữ Tổng anh không phiền đứng xem chứ Cô ấy là vợ tôi Ừ Cô ấy là vợ, vợ hả, Lữ Tổng, anh. Tên Trần Bình lúc này mặt mày tái mét khi đã nghe rõ câu nói lập lại này của Gia Minh. Bầu trời trước mặt hắn dường như không còn đủ bình yên nữa thì phải. Phút chốc hắn ta quỷ thụp xuống hai tay đánh liên tục vào mặt mình, rồi sập đầu trước Gia Minh cầu xin. Lữ Tổng, tôi sai rồi, xin anh tha cho tôi. Đúng là tôi không có mắt nên không thấy Thái Sơn. Nếu tôi biết trả tiểu thư đây là vợ của anh, thì ông nội tôi có chết đi sống lại 10 kiếp tôi cũng không dám đụng chạm tới đâu. Lữ Tổng, tôi xin anh. Gia Minh nhàn nhã đi tới ngồi xuống ghế, sau đó nhìn về phía của Trần Bình thản nhiên nói hình như lá gan của trần tổng được giữ trong người cũng lâu rồi nhỉ lời gia minh vừa dứt trần bình càng run sợ hơn mặt hắn xanh lè chẳng còn chút máu vì hắn biết rõ lữ gia minh vốn dĩ chẳng nể tình ai khi ra tay đều rất tàn ác lữ tổng tôi sai rồi xin anh về hợp tác giữa chúng ta hãy tha thứ cho tôi một lần này thôi tôi tôi hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa Nói xong hắn còn bỏ lại, níu lấy chân của Nghi Đình rồi tiếp tục khóc lóc. Chà tiểu thư, à không không, lữ phu nhân, xin cô rộng lòng tha thứ cho tôi. Nghi Đình ái ngại rút chân ra khỏi bàn tay của Trần Bình này. Đúng là hắn ta có quá đáng thật, nhưng thấy hắn bây giờ sợ sệt Gia Minh như thế cô cũng tội nghiệp. Nhìn Gia Minh, Nghi Đình nhỏ nhẹ mở lời. Anh! hay là tha cho hắn đi sao như cho hắn một đường sống để hắn thay đổi gia minh nhìn nghi đình với ánh mắt đầy cưng chiều lập tức gật đầu anh khoác tay ra hiệu cho trợ lý công ty của trần gia phá sản từ nay về sau ở thành phố a này không ai được phép hợp tác với trần gia nữa kéo hắn đi trần bình nghe xong dường như không chịu được cú sốc nên xỉu luôn tại chỗ bảo vệ phải lôi hắn ta ra ngoài. Nghi đỉnh vô thức đứng hình. Cô chố mắt nhìn Gia Minh đăm đăm, không nghĩ anh bây giờ lại sống vô tình và tàn nhẫn đến thế. Trần già dù gì đi nữa cũng là một công ty lớn tiếng, lại vì một câu nói của anh mà lụi tàn hay sao. Ngoài trời nhiệt độ hơn 40 độ C, nóng đến sụp cả mặt đường, thế mà trong phòng họp mọi người như đang sốt rét. Tú Anh từ khi Trần Bình được đưa ra ngoài. Cô ta chỉ dám cúi đầu xuống, không dám nhìn lên một lần nào nữa. Hai chân đang đứng nhưng run đến mức sắp nhũng cả ra. Tú Anh, trưởng phòng kinh doanh. Cô muốn tự động rời khỏi công ty hay cần người tiện đi như Trần Tổng vừa rồi? Lữ Tổng Anh, anh nói gì em không hiểu lắm. Vậy cô bệnh lỗ tai lên mà ngay tôi hỏi. Ai cho cô cái quyền quyết định ở phòng họp này lời nói của gia minh lại đang vặn hỏi khiến cho tú anh đến thở cũng không dám thở mạnh cô ta vì sao lại dám là vì bà trần ra lệnh cho cô ta cản đường nghi đình cô ta cứ nghĩ có bà trần hậu thuẫn thì chắc chắn lữ gia minh sẽ không dám nhúng tay vào thế nhưng cô lại không ngờ được gia minh ấy vậy mà lại đứng về phía nghi đình trong khi cô nghe được thông tin anh đang hận nghi đỉnh đến tận sườn tủy. Đúng là cô nghĩ ngắn, âm thanh nói chuyện của Tú Anh mỗi lúc mỗi nhỏ, lắp bắp đến độ từng chữ trong miệng cô ta nhả ra, cứ dính lấy nhau. Là, là bà Trần ra lệnh cho em đến đây để thay mặt Lữ Gia thúc đẩy việc hợp tác của trả gia và quý công ty ở đây. Em đâu có làm gì sai. Nghe xong Sa Minh hử lại một tiếng, thế sao tú anh vậy cô đã giúp đỡ trả ra được gì rồi dạ em em sao không nói được à vậy để tôi nói việc tốt của cô là dùng lời nói xảo ngôn để đối tác lần lượt từ chối trả ra cô vậy là đã giúp được nhiều chưa hả em lữ tổng em không dám thể diện nửa đời của tú anh bây giờ trước mắt bao nhiêu người bay mất nước mắt cô ta rời lã chã hoảng sợ đến mức không đứng nổi nữa cứ lê lết đến cầu xin gia mình tha thứ thế nhưng mặc kệ hầu nhàn trước mặt đang rơi lệ thê thảm vì mình gia mình vẫn chẳng dấy lên chút động lòng thẳng thừng giang chân đạp mạnh tú anh ra xa nể tình cô là phụ nữ nên tôi không muốn nói nhiều nhưng những gì cô đã làm đừng nghĩ tôi không biết biến hôm nay cô không còn là nhân viên của lữ già. Ngày xong, Tú Anh sợ tới mức co rúm lại ở trong góc, nhưng bất ngờ sau đó lại cười lớn nói. Lữ Tổng, không ngờ anh vẫn đứng ra trai trở cho con khốn nghi đình. Anh nên nhớ năm đó là nó rời xa anh, là nó phá bỏ đứa con anh chạy theo tên đàn ông khác. Lữ Tổng, tôi còn biết một thông tin nữa, nó sắp bị mù rồi, con nó cũng sắp chết anh nghĩ gì lại đi yêu thương một kẻ đã cắm sừng anh vậy hả Lữ Tổng? Anh không thấy mất mặt, không nghĩ đến Trịnh Tiểu Thư à? Cô ấy mới là vị hôn phu của anh đấy. Một khắc đó khi Tú Anh lên tiếng, xung quanh đều yên tĩnh lại. Sau đó mấy người còn quay sang lên tiếng nói nhỏ khẽ cùng nhau. Không thể nào, chả nghi đình không ngờ là loại người như thế. Lữ tổng của chúng ta không thể nào lại bỏ trịnh tiểu thư, để đến với nghi đình được, cô ta hoàn toàn không xứng. Lữ tổng thật sự không sợ mất mặt hay sao? Thật là gây tẩm mà. Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ không để trả ra, hồi sinh lại được. Tay già mình vốn dĩ từ nãy đến giờ vẫn ôm lấy nghi đình, bất chợt nghe những lời nói đó xong, cánh tay anh từ từ buông thõng xuống, cảm giác như cả bầu trời đang sụp đổ dưới chân. Nghi đình ngẩng đầu chạm vào ánh mắt nghi hoặc của anh đang nhìn cô mà cô tự thấy thật đau lòng. Bên cạnh ông trà vì đau lòng cho con gái còn ông ta đã chịu rất nhiều thiệt thòi nên ông không thể im lặng được nữa. Ông đi tới đứng đối diện với Gia Minh nói Lữ Gia Minh, cậu đừng nghe Tú Anh nói năm đó mọi chuyện là Gia Minh đưa tay ngăn đi lời nói của ông trà anh trực tiếp nhìn nghi đình giọng nói của anh bây giờ thật sự rất nhẹ chả nghi đình tôi cho em một cơ hội nữa để nói em còn gạt tôi bao nhiêu chuyện nữa mà tôi không được biết nghi đình cười nhẹ anh là nghe lời tú anh cảm thấy cô không xứng với anh là thấy xấu hổ nên chất vấn cô sao cô nén nước mắt nghi đình trả lời cô ta nói không sai tôi sắp bị mù rồi tôi còn là kẻ bỏ rơi anh. Trong mắt người khác tôi đầy tiện, tôi hèn mọn, tôi xấu xa. Vừa lòng anh chưa? Nhìn Nghi Đình nói xong, liền nức lên trước mặt anh. Anh hiểu cô đang chịu nhiều hơn một uất ức, nhưng không muốn nói cho anh nghe. Cánh tay ra mình một lần nữa đưa lên, chạm nhẹ vào hai mắt Nghi Đình. Hôm nay có dịp nhìn kỹ anh mới nhận ra, trong tròng mắt cô đã vàng hết hơn nửa tìm anh nhói lên không nhịn được gia minh lạnh lùng đưa mắt nhìn những người đang ở trong phòng đã nói những lời bản tán vừa rồi cút nghe xong mọi người sợ hãi chạy nhanh ra ngoài chỉ có tú anh cô ta là thê thảm nhất vừa định chạy trốn theo mọi người thì đã bị người của gia minh tóm lại rồi quăng luôn cô ta ra đường một cách rất thô bạo theo lệnh của gia minh thì từ đây trở về sau, cuộc đời của cô ta cũng không còn được sống tốt đẹp nữa. Không gian phòng học một lần nữa chìm vào im lặng, Gia Minh ngồi xuống ghế nhắm mắt lại đầy vẻ suy tư. Còn Nghi Đình thì đứng chôn chân tại chỗ trong đau đớn. Ông trà lúc này mới thở dài rồi từ từ lên tiếng. Chuyện của trà ra. Cảm ơn Lữ Tổng đã ra mặt hủy bỏ phòng sát. Dù hôm nay chúng tôi không nhận được thiện chí nào Thì dù sao cũng thấy ăn ủi phần nào rồi Còn chuyện của cậu và con gái tôi Ông trà vừa nói đến đây Nghi đình sợ ba mình lỡ lời Nên lập tức cô lên tiếng ngăn lại Rõ ràng vẫn rất muốn nói cho anh nghe hết sự thật Nhưng cuối cùng Nghi Đình lại không muốn nói Bởi vì sau lưng cô còn con pin Cô sợ khi nghe xong Gia mình sẽ làm ẩm lên và mẹ anh sẽ lại càng ghét cô. Rồi đem pin đi như cái cách bà đã từng tàn nhẫn, dùng tiền bắt buộc cô và Gia Minh rời đi. Dùng thế lực để áp bức trả ra, phải trong một ngày hoàn toàn phá sản. Hiện tại Gia Minh cũng đã có vị hôn phu xứng tầm với anh. Nên cô nghĩ anh cũng không cần phải biết về chuyện trước đây làm gì nữa. Chuyện của con và Lữ Tổng chẳng có gì quan trọng để nói hôm nay đến đây đủ rồi. Xem như ba con mình không đủ may mắn. Lữ Tổng, anh có thể để tôi, đưa ba tôi về, rồi quay lại sau được không? Gia Minh mở mắt ra, nhíu chặt đôi mày rậm nhìn nghi đình. Anh không hiểu tại sao, cô cứ cố chấp giả vờ mạnh mẽ trước anh. Anh đã từ bỏ tôn nghiêm của mình, dám đứng trước bao người để nói cô là vợ anh. Thì tại sao cô lại không chịu dựa dẫm vào anh? để chút bỏ mọi uất ức chứ? Hay là với cô anh thật sự vẫn không bằng tên khốn họ đường kia? Cuối cùng em vẫn chọn cách không cần anh. Lữ Tổng tôi không hiểu ý anh. Là em không hiểu hay em cố tình không hiểu? Là em cố tình vẫn muốn vì tên họ đường kia mà bỏ rơi tôi? Lữ Tổng, chuyện giữa tôi và anh đã chấm dứt từ 5 năm trước. Xin anh đừng lôi những người không liên quan vào. Em, nghi đỉnh, cô được lắm nhắc tới đường gia thì đường gia xuất hiện đúng lúc lữ gia minh bị nghi đình chọc cho phát điên lên bàn tay anh đặt trên bàn phút chốc nắm chặt vào nhau đến mức các khớp ngón trở nên trắng bạch bên ngoài phòng ông đường bước vào nhìn thấy gia minh uy phong lẫm liệt ngồi đó ông dù đã lớn tuổi nhưng với thế lực của lữ gia cũng phải nép mình lập tức cúi đầu Xin lỗi Lữ Tổng vì kẹt xe nên tôi đến muộn. Mong Lữ Tổng bỏ ra sai sót này. Đường Cẩn Gặp lại bạn thâm sao. Ông trà không nhịn được lập tức chào hỏi trước. Ông đường quay sang hướng phát ra âm thanh quen thuộc. Vốn đã biết trước hôm nay sẽ gặp ai. Nhưng khi trực tiếp nhìn thấy ông vẫn không khỏi vui mừng. Lão trà đã lâu không gặp gia minh đưa cặp mắt sắc lại nhìn hai lão già trước mặt nhất là với đường ra vì vẫn hiểu lầm rằng lão đường đây là ba chồng của nghi đình nên biểu cảm của gia minh không mấy vui vẻ anh ngồi thẳng lưng đưa mắt nhìn họ lập tức vào luôn vấn đề lữ già chỉ đứng sau gỡ bỏ lệnh phong sát trả ra còn việc hợp tác chúng tôi chưa có quyết định nên hôm nay đường ra đến không biết có thiện trí hay không Nếu cảm thấy không có được lợi ích thì cuộc họp đến đây giải tán Lữ Tổng khoan đã Gia Minh định đứng dậy rời đi Thì nghe được tiếng ông đường vang lên Nên anh tiếp tục ngồi xuống ghế Chuyện gì? Ông đường đứng dậy Kính cẩn cúi đầu trước Lữ Gia Minh Bộ Tây Trang Phẳng Phiêu Cùng bộ sáng để quyền lực thế kia mà lại sợ Gia Minh một phần, khiến cho người ta thật sự là không thể tin được. Lữ Tổng, hôm nay tôi đến đây với mong muốn hợp tác lại với trả gia. Nghe xong câu này, tự dưng Gia Minh lại cáu lên. Ông có biết với tình hình hiện tại của đường gia, công ty các người hiện còn lo cho mình chưa xong nữa, huống chi là đi giúp người khác hả? Ông Đường ậm ừ một lúc sau đó tiếp tục. Tôi biết nhưng nếu như không phải trả ra bị phòng sát suốt 5 năm trời thì có lẽ đường gia tôi cũng không đến nỗi nào bị ảnh hưởng. Lữ tổng chắc hiểu rõ, trả gia và đường ra là mối làm ăn lâu năm. Hai công ty có thể ví như tay mặt, tay trái cùng nhau phát triển. Cánh tay phải bị phong sát thì cánh tay trái làm sao xải cánh tung bay nữa, được hải Lữ tổng? Tóm lại là ông muốn hợp tác lại với trả gia. Đúng vì lợi nhuận hay vì mối quan hệ khác sa minh nói đến đây nghi đình không khỏi trột xạ vì cô hiểu anh đang hiểu lầm chuyện gì trong đầu lữ tổng anh đừng làm khó chú đường nữa chú đường cô gọi ông ta là gì gọi lại lần nữa tôi nghe là chú đường chẳng phải ông ấy là là nói đến đây sa minh cong mày đưa mắt nhìn nghi đình đầy nghi hoặc cũng may lúc này ông Đường vừa kịp lên tiếng. Tôi vì lợi nhuận, cũng vì mối thâm tình với trả ra hơn chục năm qua mà đến đây. Mong Lữ Tổng cho chúng tôi một cơ hội nữa. Gia mình thở hắt một hơi, khóe miệng không hiểu đang nghi ngờ gì lại cong lên. liếc nhìn nghi đình, sau đó Gia mình hỏi qua ông Đường một câu thật sự rất ngớ ngẩn. Thế con trai ông đã có vợ chưa? Ông Đường ngẩng mặt nhìn Gia Minh đầy khó hiểu Thế nhưng vẫn bình tĩnh trả lời Thằng nhóc đó còn phải học hỏi Lữ Tổng thật nhiều Nên chúng tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện sẽ cưới vợ cho nó Lữ Tổng anh hỏi là có ý gì? Không có gì, chỉ tiện thôi Thế Lữ Tổng nghĩ sao về chuyện hai nhà chúng tôi hợp tác? Lần này trong lòng Gia Minh như chút đi gánh nặng Anh thở phào nhưng cơ mặt vẫn rất nghiêm túc, hắn giọng một tiếng ra mình gật đầu nói: "Được, tôi đồng ý và sẽ tài trợ toàn bộ chi phí phục hồi xưởng gia công của Trà gia." Cuộc hợp tác kết thúc trong bất ngờ, khiến cho ba của Nghi Đình và ông Đường không thể giấu được vui vẻ. Hai ông già rời đi khi ra ngoài sảnh công ty, còn rủ nhau đi uống rượu. Cứ thế chẳng ai thèm để ý đến Nghi Đình cô lúc này là vẫn còn mắc kẹt ở trong phòng làm việc của Gia Minh, khi anh mới vừa thông báo với cô là anh có cuộc họp quan trọng với đối tác, thế nên cô phải ở lại đợi anh xong việc rồi cùng về nhà. Khi Gia Minh xong việc và đưa Nghi Đình về đến nhà anh cũng hơn 7 giờ tối. Mọi người giúp việc thấy Gia Minh về thì lập tức dọn cơm canh lên bàn ăn đầy đủ mời anh và Nghi Đình dùng bữa. Thế nhưng vì lúc chiều anh đi tiếp khách lại có uống chút rượu nên bây giờ không thiết ăn uống gì nữa cả. Anh khoác tay, ý bảo nghi đình bên cạnh không cần dìu anh lên phòng, mà hãy ở lại dùng bữa. Nhưng nghi đình thì cũng giống gia minh, cả ngày trong phòng dù anh bận việc bên ngoài, thế nhưng vấn đề không quên sẵn nhân viên đem thức ăn cho cô. Cuối cùng là cả buổi chiều vì buồn miệng, mà nghi đình đã ăn hết một cái bánh sandwich và hai chai trà ô long cho nên bây giờ trong bụng cô cũng không còn chỗ trống để chứa thức ăn nữa. Cuối cùng là mọi người giúp việc, lại phải tốn công dọn xuống. Nghi đình dìu Gia Minh lên phòng. Có lẽ anh quá chén nên bây giờ đã ngấm say. Cả người nồng nặc hơi men cùng với dáng vẻ hai chân đi loạn xạ. Người ngợm chẳng còn chút chuẩn mực nào của chàng tổng tài họ lữ. Bây giờ nhìn anh chỉ là một tên bình thường vẫn thích giao lưu ăn nhậu rồi say xỉn đến mức không còn mở nổi mắt để nhìn đường luôn. Lên đến phòng, Nghi Đình kéo anh lên giường nằm, sau đó cởi bỏ đôi giày da bóng loáng dưới chân anh ra. Cô còn cẩn thận đắp lên người anh một tấm chăn vì cô sợ ra mình nằm ngủ sẽ thấm lạnh. Sau đâu đấy cả người Nghi Đình cũng thấm mồ hôi. Cô đi tắm, chút bỏ tất cả quần áo trên người lộ ra cả cơ thể trần trụi ba vòng đầy đặn. Cô ngâm mình vào bồn tắm, tận hưởng giây phút thật sự thoải mái. Sau cả ngày dài, cô mệt mỏi. Vì chính cái cuộc họp vô tình nhưng hữu ý của gia mình. Cũng may là sau căng thẳng thì cô và ba mình cũng đã được có người đồng tình giúp. Tắm xong, Nghi Đình mặc vào người chiếc áo tràng bông sẻ cộng bước ra cứ nghĩ Gia Minh say ngủ rồi nên cô cũng thoải mái. Thế nhưng có chết nghi định cũng không ngờ được. Gia Minh lại chẳng hề ngủ. Anh ngồi sừng sững trên giường ngủ. Từ lúc cô bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt anh đã dán chặt trên người cô. Yết hầu Gia Minh nhấp nhô lên xuống mấy bận. Người nóng giàn như dung nhang đang bốc cháy ngùn ngụt khi nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp lấp ló bên trong chiếc áo choàng nghi đình đang mặc trên người nghi đình từ mấy hôm trở lại đây mắt cô đã dần yếu đi như lời bác sĩ nói thì đúng là cô không còn thấy rõ nữa nhất là vào ban đêm nếu như cô không nhanh phẫu thuật thì có thể cô sẽ phải mù vĩnh viễn cho nên từ trong phòng tắm đi ra đến giường ngủ với cô bây giờ cũng thật khó khăn á à, vì trước mắt chỉ dần là một màn mờ ảo nên nghi đình bất ngờ vấp phải chân giường cả người cô đổ ập xuống vừa vặn kịp thời gia minh đang ngồi trên giường đưa tay ra đỡ lấy sau đó kéo cô ngã luôn vào lòng anh chiếc áo choàng không biết vì vô tình hay cố ý mà cổ áo bị tụt sâu xuống lộ ra trọn bộ khoảnh khắc thanh xuân ngọt ngào trước tầm mắt của gia minh Nghi Đình bối rối vì sự đụng chạm hiện tại. Còn Gia Minh lúc này, anh lại nhanh chóng đặt tầm mắt đầy ham muốn của mình vào nơi đẹp nhất của cô. Cơ thể anh dạo dực, hơi thở phả vào mặt Nghi Đình đầy hơi men. Anh dùng tay giữ chặt đầu cô lại, từ từ áp mặt sát lại gần Nghi Đình. Nghi Đình hoảng hốt, sợ anh sẽ tiến xa hơn nữa với cô với lại cô chưa chuẩn bị sẽ cùng anh nên nếu cô và anh phát sinh quan hệ cô sợ bản thân sẽ lại bị giảng buộc còn nữa điều cô sợ nhất vẫn là mẹ anh lần này nếu như trả ra vực dậy thành công nghi đình cô sẽ chẳng đợi bà ra tay mà cô sẽ tự động rời xa gia minh theo ý của bà gia minh đừng mà gia minh khựng lại ánh mắt tối màu nhìn nghi đình Lý do Tôi, tôi, 2 tỷ vẫn chưa mua được cô à Tôi có thể chấp nhận mọi điều kiện anh đưa ra Kể cả việc ở cùng với anh Nhưng ngủ với nhau chung đụng thể xác thì tôi không thể Vì sao không thể Trừ khi là cô không muốn Đúng tôi không muốn với anh Lần này Gia mình không nhịn được giận dữ Anh đứng bật dậy Đôi mày nhíu chặt anh giơ thẳng tay lên tịnh tát vào mặt Nghi Đình. Thế nhưng khi nhìn thấy cô phản ứng nhắm chặt mắt lại chịu đựng, anh lại không nỡ. Cuối cùng cánh tay hạ xuống, anh thở hắt ra một hơi, trước khi bỏ đi vào phòng tắm, còn để lại cho Nghi Đình một câu. "Nghi Đình, đã không cho ngủ thì đừng có gạo tôi." Cả đêm đó, sau khi tắm xong, Sa Minh không hề ở lại phòng mà anh lái xe đi mất hút. Tôi lại gian phòng rộng rãi, trống trơn. Chỉ mình nghi đình đơn độc ngồi bó gối suốt một đêm. Cô không ngủ, cứ suy nghĩ đến những chuyện đã qua. Sau đó khóc òa à như một đứa trẻ vì không được cho kẹo mà khóc nấc lên vì bị tổn thương. Mãi cho đến khi trời sáng, gương mặt cô đã lem luốc dính đầy nước mắt. Tôi đi công tác, cô không cần ở lại Muốn đi đâu làm gì cũng được Nhưng ba ngày sau tôi về Nhớ phải có mặt ở nhà Nhận được tin nhắn của Gia Minh Nghi Đình bật dậy như cái lò xo Cô vào phòng tắm Vệ sinh rửa mặt sạch sẽ Sau đó mặc một chiếc váy kín đáo Đi nhanh ra khỏi nhà Giờ phút này Gia Minh đi đâu cũng được Cô mặc kệ anh Ba ngày không có anh bên cạnh Cô muốn được vào viện với pin của cô các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hợp đồng làm vợ tổng tài của tác giả Ngọc Thơ. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh truyện Thành Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.